bóng tối phía sau chiếc mặt nạ quyền lực của ông Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, chỉ khi chiếc mặt nạ quyền lực của ông Nguyễn Đức Chung rơi xuống, thì những góc khuất của chủ nghĩa cá nhân cùng những sai phạm nghiêm trọng của người từng đứng đầu thành phố hơn 8 triệu dân này mới được phơi bày toàn bộ. Quyền lực nếu không được nhốt trong cái lồng cơ chế, tất yếu sẽ còn phát sinh nhiều hành vi lộng quyền, bất chấp luật pháp cũng như các nguyên tắc đạo đức, dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng trong một bộ phận các cán bộ thoái hóa biến chất. Ngày 10 và 11 tháng 12, ông Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, bị đưa ra xét xử với cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới mua hóa chất từ công ty do vợ mình thành lập với giá cao hơn mua từ nước ngoài, giúp công ty sân nhà hưởng lợi hàng chục tỷ đồng. Đây là một trong 3 vụ trọng án hình sự mà ông Nguyễn Đức Chung được cho là kẻ cầm đầu, chủ mưu phạm tội. Từng là một điều tra viên giỏi, một lãnh đạo năng nổ với hàng loạt phát ngôn và hành động quyết liệt, ông Chung đã tạo dựng cho mình bức chân dung hoàn hảo như một điển hình của thế hệ lãnh đạo mới, dám nghĩ, dám làm, có trách nhiệm với công việc trong mắt người dân. Một biển danh Chung con, lính 55, khét tiếng gây bao khiếp đảm với các nhóm tội phạm hình sự đất Bắc. Một vị chủ tịch quyết liệt xông xáo cả phát ngôn và hành động, sẵn sàng đi sâu vào từng ngóc ngách mà dư luận quan tâm, không ngại động chạm để giải quyết triệt để vấn đề. Chỉ khi chiếc mặt nạ quyền lực rơi xuống, thì những góc khuất của chủ nghĩa cá nhân cùng những sai phạm nghiêm trọng của người từng đứng đầu thành phố hơn 8 triệu dân mới được phơi bày toàn bộ. Đừng thấy đỏ mà tưởng là chín. Người xưa thường nói, khi vẽ hổ vẽ da và lông thì dễ, nhưng có mấy ai vẽ được xương hổ, có mấy ai khắc họa được tâm can bản lĩnh của hổ. Từ khi còn là lính trinh sát tại phòng cảnh sát điều tra số 55 Lý Thường Kiệt, cái tên Chung con đã được dân gian nhắc đến như một con hổ, khắc tinh của tội phạm hình sự đất Hà Thành. Tháng 11 năm 1997, chỉ một thời gian ngắn sau khi kết thúc chuyên án M184, một trong những chuyên án kinh điển trong lịch sử đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy của lực lượng công an, Nguyễn Đức Chung được cất nhắc làm đội phó đội trọng án thuộc cảnh sát điều tra, một trong hai đơn vị sự nghiệp chủ lực của công an thành phố Hà Nội. Cũng từ đây, con đường binh nghiệp của Nguyễn Đức Chung bắt đầu khởi sắc với thành công của hàng loạt chuyên án phức tạp và bản thân ông Chung đã ghi dấu ấn tại rất nhiều vị trí trọng yếu trong lực lượng công an thành phố. 37 tuổi, Nguyễn Đức Chung được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 46 tuổi, Nguyễn Đức Chung được phong hàm thiếu tướng, là thiếu tướng trẻ nhất ngành công an ở thời điểm được phong quân hàm. Bức tranh hổ về chân dung của Nguyễn Đức Chung không chỉ được xã hội thêu dệt cùng những tình tiết ly kỳ, sự nhạy bén và bản lĩnh nghề nghiệp cùng những vụ trọng án trên địa bàn thành phố, mà còn giúp ông khẳng định được bản thân như một vị chỉ huy tài năng và là một gương mặt sáng giá nhiều triển vọng của lực lượng công an nhân dân thời điểm đó. Tâm lý học tội phạm chỉ ra hình mẫu trước mặt nạ và bóng tối để biểu thị nguyên lý hành vi nhân cách của mỗi cá nhân. Nếu như bình diện bóng tối trong mỗi cá nhân chứa đựng những yếu tố bản năng, tàn nhẫn, phi nhân tính, phi đạo đức, những thứ bị ẩn giấu, đè nén, liên hệ tới phần thấp kém và tội lỗi cũng như cái ác, thì bình diện trước mặt nạ lại đại diện cho hình ảnh bên ngoài của mỗi cá nhân, một vỏ bọc xã giao mà mỗi con người sử dụng để đối diện, thích ứng và giao tiếp với thế giới bên ngoài. Mặt nạ cũng là một biểu tượng nhân cách để mỗi cá nhân hướng tới nhằm tạo dựng những ấn tượng đẹp với thế giới xung quanh. Tuy nhiên, một số cá nhân đã đi xa hơn thế, họ kiến tạo những ấn tượng giả tạo, dùng để điều khiển người khác hoặc che giấu những ý đồ và hành vi tội phạm của bản thân mình. Bước ngoặt trong sự nghiệp của ông Nguyễn Đức Chung diễn ra vào năm 2015 ở cái tuổi 49 ta, khi ông được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội tại Đại hội Đảng bộ thành phố khóa 16 và sau đó được bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Từ đây, Nguyễn Đức Chung chuyển khỏi ngành công an để đảm nhiệm chức vụ mới. Trong suốt thời gian tại vị với tư cách là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Đức Chung luôn xây dựng hình ảnh là một cán bộ chí công vô tư, hết lòng vì sự nghiệp xây dựng Tổ quốc và phụng sự nhân dân. Ngày 14 tháng 6 năm 2016, phát biểu khi tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung khẳng định: "Nguyện tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ và quyền hạn mà pháp luật quy định, để xứng đáng với sự tin yêu kỳ vọng của lãnh đạo các cấp, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, các cử tri và nhân dân thủ đô." 4 năm sau, khi chưa hết nhiệm kỳ chủ tịch, Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ công tác để điều tra xác minh làm rõ trách nhiệm có liên quan trong một số vụ án trọng án, sau đó là khai trừ đảng, bãi nhiệm tất cả các chức vụ và bị khởi tố bị can. Ngày 22 tháng 7 năm 2020, phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Đống Đa, nhiệm kỳ 2020-2025, cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: "Cần đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền quận phường." Vài tháng sau, Nguyễn Đức Chung bị các cơ quan tố tụng xác định tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn, thao túng, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu,
Tại Sở Khoa học Đầu tư, bằng thủ đoạn sử dụng thẩm quyền Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Kế hoạch Đầu tư đình chỉ gói thầu khi đang chuẩn bị đấu thầu rộng rãi, trong đó chỉ đạo cấp dưới cho công ty Nhật Cường tham gia đấu thầu, trúng thầu và hưởng lợi. Bản lĩnh của một vị chỉ huy trấn áp tội phạm giờ đây lại được sử dụng vào việc ép các cán bộ cấp dưới phải thực hiện các hành vi sai phạm để đạt được mục tiêu cá nhân, ép cấp dưới phi tang, xóa bỏ các sai phạm của bản thân ông và gia đình. Trước đó, ngày 4 tháng 3 năm 2017, tại hội nghị quán triệt triển khai kế hoạch về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị của Ban chỉ đạo 197, ông Trung đã có phát ngôn gây sốc với dư luận khi tấn công trực diện vào đội ngũ công an như các vị bí thư, chủ tịch quận huyện tại Hà Nội, khiến dư luận xôn xao khi đưa ra các con số thống kê điều tra thực tế. Hơn 180 quán bia vỉa hè thì có trên 150 quán có công an đứng đằng sau. Ông Trung khẳng định, các bí thư chủ tịch quận ngồi đây dám cam đoan với tôi các điểm trông giữ xe dưới phường, không có người nhà, không có bãi đậu xe của bí thư chủ tịch không? Có đấy, tôi xin nói các đồng chí, có cả. Mặc dù tuyên bố hùng hồn về việc dùng các biện pháp mạnh để ngăn chặn doanh nghiệp sân sau của các quan chức Hà Nội, nhưng ông Trung lại là người chủ mưu, chỉ đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, mua hóa chất của công ty trách nhiệm hữu hạn TMDV, Actis, là doanh nghiệp do vợ ông thành lập và con trai ông đứng tên, qua đó gây thiệt hại cho nhà nước và mang lại lợi ích không chính đáng cho công ty gia đình ông, số tiền hơn 36 tỷ đồng. Đằng sau cái mặt nạ quyền lực trí công vô tư của Nguyễn Đức Chung lại là những tính toán và hành động hoàn toàn khác, rất kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, có nhiều phát ngôn điểm huyệt, những dấu hiệu vi phạm pháp luật của một bộ phận cán bộ thoái hóa biến chất, khiến dư luận hân hoan, mong đợi những biện pháp xử lý nghiêm minh. Nhưng chính cựu thiếu tướng công an, cựu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Chung lại là kẻ cầm đầu, chủ mưu trong 3 vụ trọng án hình sự gây bức xúc dư luận. Rất thẳng thắn, muốn lập lại kỷ cương pháp luật về lề lối làm việc của các cơ quan công quyền trong việc phục vụ nhân dân, nhưng chính cựu chủ tịch UBND thành phố Hà Nội lại bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn, làm trái các quy định quản lý nhà nước để trục lợi hàng chục tỷ đồng của công ty gia đình. Khi chiếc mặt nạ quyền lực của ông Nguyễn Đức Chung rơi xuống, toàn bộ các hành vi liều lĩnh bất chấp pháp luật, bất chấp các nguyên tắc trong lãnh đạo, chỉ đạo của cựu chủ tịch UBND thành phố được phơi bày trước nhân dân. Khi chủ nghĩa cá nhân lên ngôi và quyền lực bị lợi dụng, thì quyền lợi của nhân dân và lợi ích của cộng đồng bị xếp xuống hàng thứ yếu, phía sau những tham vọng vô tận của người được cho là nắm giữ quyền lực. Quyền lực bị lợi dụng cho những ý đồ cá nhân sẽ tạo ra lợi ích vật chất cho các nhóm thân hữu, các lợi ích đó rồi sẽ lại được sử dụng để đánh bóng chiếc mặt nạ quyền lực, hòng che đi những toan tính trong bóng tối phía sau. Quyền lực nếu không được nhốt trong cái lồng cơ chế, tất yếu sẽ còn phát sinh nhiều hành vi lộng quyền, bất chấp luật pháp cũng như các nguyên tắc đạo đức, dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng trong một bộ phận các cán bộ thoái hóa biến chất.